CS446, một dàn lo đẳng cấp để chúng ta chơi karaoke gia đình. Âm thanh là không thua gì lo kéo hết nha. Lời yêu rồi em đã quên nhưng lòng ai nuôi hoài giấc mơ. Tình sẽ không thôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ em đến. Tình hồn xót xa. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến. Tình hồn xót xa. Rồi, Dương Nguyễn với lại bạn Trương Tất Thành là cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài hát vừa rồi nha. Đó, và vừa rồi là bạn Thành đã hát để test một đoạn cho các bạn nghe chất âm thật sự của chiếc lo Arnold CX446 được thu trực tiếp từ máy quay phim. Đó, để chúng ta nghe được chất âm thật sự của nó. Đây là một dòng lo karaoke gia đình để chúng ta chơi và đạt chất lượng cao nhất để chúng ta chơi trong một cái diện tích gọi là vừa phải nha. Rồi, và bây giờ xin phép chào tạm biệt mọi người.